Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt tại Việt Nam. VTV Bình Điền Long An gặp khó với bài toán nhân sự. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong bản tin thể thao Việt Nam của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Mở đầu sẽ là những thông tin liên quan đến đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau nhiều lần thay đổi, cuối cùng huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam tiếp tục công việc của mình, mà trước mắt là sự chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia trong chuyến làm khách của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Tối muộn ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ đã trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ tại Hàn Quốc. Ngay trở lại này, gia đình nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ động đặt vé cũng như là chủ động phương tiện di chuyển về Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong ngày 24 tháng 2, huấn luyện viên Park sẽ có buổi kiểm tra sức khỏe. Một ngày sau, ông sẽ cùng Tổng thư ký Lê Hoài Anh và cán bộ phòng đội tuyển quốc gia họp bàn về những kế hoạch tiếp theo của đội. Sau thất bại đáng tiếc tại lượt trận đầu tiên của AFC Cup, câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã có mặt tại Philippines để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai với Srinegros, một cái tên khá quen thuộc với các câu lạc bộ tại Việt Nam. Khó khăn là điều dễ dự đoán cho thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng khi ông không có trong tay những cầu thủ tốt nhất và đối phương thì lại đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Sau quãng đường di chuyển dài và mệt mỏi, Than Quảng Ninh đã tiến hành buổi tập đầu tiên tại Philippines vào chiều qua 23 tháng 2. Về tình hình lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sẽ thiếu vắng Diego Fagan vì thẻ phạt và nhiều khả năng Quách Tân sẽ là phương án được tính đến. Sau thất bại trong trận mở màn, Than Quảng Ninh sẽ đặt mục tiêu ít nhất có điểm tại Rizal Memorial. Tuy nhiên, đây sẽ là một nhiệm vụ không đơn giản khi Srinegros đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 18 chiến thắng trong tổng số 19 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sau thời gian thử nghiệm và tìm kiếm, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã đăng ký trung vệ Igor Jelic cho suất ngoại binh thứ 3 tại lượt đi V-League 2020. Trung vệ người Serbia năm nay 31 tuổi, cao 1m93 và từng có quãng thời gian dài thi đấu tại giải vô địch quốc gia Uzbekistan. Hiện tại Igor Jelic đang trở về Serbia để hoàn thành một số giấy tờ cần thiết trước khi trở lại Việt Nam ký hợp đồng chính thức với SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa thể ấn định ngày di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho siêu cúp 2019. Được biết nguyên nhân chính xuất phát từ việc nhà đương kim vô địch V-League vẫn chờ đợi những thông báo chính thức từ ban tổ chức về thời gian tổ chức trận đấu bởi những lo ngại về dịch COVID-19. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng đậm 6-2 trước Công an Nhân dân trong trận đấu giao hữu mới đây trên sân Hàm Rồng, trong sự chứng kiến hiếm hoi của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Đây có thể xem là trận đấu nội bộ của Hoàng Anh Gia Lai, khi trong thành phần của Công an Nhân dân mùa này có tới 9 cầu thủ được đội bóng Phố Núi cho mượn để thi đấu tại giải hạng nhì. Trong trận đấu này, những ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Minh Vương hay Thành Hậu đều góp mặt trong danh sách ghi bàn. Trong khi đó, tại giải quần vợt 10-15 đang diễn ra tại Ai Cập, Văn Phương đã có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại. Đại diện của Việt Nam đã đánh bại tay vợt chủ nhà Ahmed Bayoumi sau 2 set với cùng tỷ số là 6-2 để giành quyền vào trận đấu thứ hai của vòng loại gặp Danil Spasibo của Nga. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều giải đấu thể thao ở Việt Nam vẫn chưa ấn định được thời điểm tổ chức, trong đó có cả vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch của rất nhiều đội bóng, đặc biệt là những đội bóng ở khu vực phía Nam như là VTV, Bình Điền Long An. Theo kế hoạch ban đầu, vòng 1 giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 4 tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Tuy nhiên hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa tổ chức bốc thăm chia bảng và ấn định thời gian diễn ra giải. Điều này khiến các đội bóng như VTV Bình Điền Long An chưa thể tính được ngày di chuyển ra Bắc. Tất cả đều chúng tôi đều phải tập để chuẩn bị cho giải, để sẵn sàng cho giải. Nhưng mà vì cái dịch đó, dịch cúm đó thì chúng tôi cũng hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc. Có nghĩa là chúng tôi phải tập trung tập luyện ở một cái khu liên hợp thể thao. Nếu mà cái lịch thi đấu vẫn giữ nguyên như đã thông báo của Liên đoàn bóng chuyền, thì chúng tôi cũng sẽ kế hoạch sẽ ra tới địa điểm thi đấu là khoảng một tuần, trước khoảng một tuần. Để chuẩn bị cho mùa giải 2020, VTV Bình Điền Long An đôn thêm 2 chủ công, 2 phụ công và 1 chuyền 2 từ đội trẻ lên đội 1. Bên cạnh yếu tố tâm lý của các vận động viên trẻ, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ còn đau đầu khi thiếu 2 chủ công Thanh Thúy và Dương Thị Hên. Thanh Thúy đang ở Nhật Bản trong khi Dương Thị Hên nghỉ tập để chữa chấn thương. Trong những buổi tập gần đây của VTV Bình Điền Long An, libero Khánh Đang cũng vắng mặt sau tin đồn muốn chia tay đội bóng. Lực lượng chúng tôi có bao nhiêu thì chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình bấy nhiêu.
để tập cho các em trẻ để được các em sẽ trưởng thành trong một vài năm tới. Thành thí nếu mà em sắp xếp được sớm thì em có thể về để dự cả năm, cả hai vòng được. Thế nhưng mà trước mắt thì sẽ vắng, có thể vắng một vòng. Với nhân sự thiếu trước, hụt sau, VTV Bình Điền Long An có thể sẽ tiếp tục phải trải qua mùa giải khó khăn nữa sau khi chỉ xếp thứ tư ở giải vô địch quốc gia năm ngoái. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là các sự kiện thể thao hấp dẫn khác trên thế giới như là giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, tất cả sẽ có trên ứng dụng OnMe. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.